Xin chào các bạn. Buổi sáng ngày 11 tháng 9, mình có mặt ở trước cửa khách sạn Marriott, nơi được cho là Tổng thống Mỹ Joe Biden lưu trú trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, để chờ quay đoàn xe của Tổng thống Mỹ, đặc biệt là hai siêu xe quái thú Cadillac One. Khoảng hơn 8 giờ thì đã thấy xe của cảnh sát dẫn đoàn Việt Nam xuất hiện trước cổng khách sạn. Mọi người có mặt tại đây đều nghĩ rằng đoàn xe của Tổng thống Mỹ sắp xuất hiện để đưa Tổng thống Mỹ Joe Biden đi hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. An ninh xung quanh khách sạn Marriott đã được thắt chặt với nhiều vòng an ninh. Thậm chí cả lối lên sảnh khách sạn cũng được chặn bớt bởi một chiếc xe ô tô Camry. Bây giờ thì chiếc xe Toyota Camry đen chặn bớt lối lên sảnh khách sạn đã bắt đầu di chuyển khỏi vị trí. Có vẻ đoàn xe sắp xuất hiện. Chiếc xe Camry đen này được điều khiển bởi một đặc vụ Mỹ da màu. Các xe mô tô dẫn đoàn của cảnh sát Việt Nam đã xuất phát. Có thể thấy phía xa là đoàn xe đang từ phía sảnh khách sạn đi xuống. Dẫn đầu vẫn là chiếc xe của cảnh sát giao thông dẫn đoàn Việt Nam. Các xe mang biển ngoại giao Việt Nam màu đỏ này chắc của Đại sứ quán Mỹ. Và tâm điểm của đoàn xe chính là một chiếc xe Cadillac. Nhưng có vẻ chiếc này không phải là xe của Tổng thống Mỹ. Đoàn xe này cũng khá ngắn, không thể là đoàn xe của Tổng thống Mỹ. Hôm nay mình đọc báo mới biết đây là đoàn xe chở Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đi thưởng thức món cà phê trứng trên phố cổ Hà Nội. Đây là một hoạt động ngoại giao nhân dân mà các nhà lãnh đạo nước ngoài tới Việt Nam hay thực hiện. Ví dụ như Tổng thống Mỹ Obama thì đi ăn bún chả. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga thì đi bộ tập thể dục xung quanh Hồ Gươm. Hay Thủ tướng Australia thì đi thưởng thức món bia hơi Hà Nội ngay sau khi xuống máy bay. Bây giờ mời các bạn cùng xem quay chậm chiếc Cadillac chở ông Antony Blinken đi uống cà phê. Tuy chỉ đi uống cà phê nhưng chiếc xe cũng được hộ tống bởi rất nhiều xe đặc chủng. Và đây chính là chiếc Cadillac mang biển ngoại giao Việt Nam. Có lẽ nó thuộc sở hữu của Đại sứ quán Mỹ. Có thể thấy ông Antony Blinken đang ngồi ở băng ghế sau của chiếc xe. Mình cũng không rành về ô tô. Bạn nào rành xin cho biết đây là dòng xe Cadillac nào nhá. Sau khi đoàn xe của Ngoại trưởng Mỹ đã ra khỏi cổng khách sạn, thì hàng rào lên sảnh khách sạn lại được thiết lập trở lại với một chiếc xe Camry và một rào chắn bằng thép. Và đến tận 11 rưỡi trưa, đoàn xe của Tổng thống Mỹ mới xuất phát. Bây giờ mời các bạn cùng xem quay chậm cận cảnh hai chiếc Cadillac One của Tổng thống Mỹ. Đây là chiếc Cadillac One đi đầu. Trên băng ghế sau có một người đàn ông mặc bộ vest xanh mà Tổng thống Mỹ hay mặc trong các buổi hội kiến với các nhà lãnh đạo của Việt Nam. Tuy nhiên Tổng thống Mỹ lại ngồi chiếc xe đi sau, được một nữ đặc vụ cầm lái. Ông Biden ngồi ở băng ghế sau, quay lưng về phía ghế lái. Với tốc độ của đoàn xe thì khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Có thể thấy các biện pháp an ninh của phía Mỹ rất chặt chẽ và chu đáo. Hai chiếc Cadillac One còn được che chắn trước sau bằng các xe đặc chủng chống đạn và phá sóng.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.